mà ship ship mình lau cá nha mọi người. Bây giờ nó dí cái đàn vịt của mình chạy tùm lum tùm la hết mà. Bây giờ nó lại dí đấy mà. Dí chạy vòng mà nó không biết mệt luôn mọi người. Chip sao dí vịt vậy con? Đó. Dí tiếp rồi đó. Thắt lại cái đuôi. Mới vừa bắt nó về thì nó làm nó náo loạn luôn. Chip nha. Mấy con vật siêu thịt này nó to vậy mà nó sợ con chip chip nè mọi người. Mấy con vật sim này thì nó bây giờ nó ngơ luôn rồi, nó đứng ở đây nó nhìn con chip chip dí mấy con vật kia à, nó dí xuống dưới kia nè mọi người. Chip chip chip. Chịu nó là nó không có đầu nó nhìn lại đây. Chip về đây, chip. Cái gì vậy giờ? Chip. Nó dí vòng ra ngoài đây luôn nè mấy người. Trời ơi. Đó. Nó lau cá chưa. Nó dí người ta chạy vòng vòng. Nó dí mà đến nỗi nó mệt, nó thở như vậy mà nó vẫn còn dí luôn nè. Chip. Bắt bây giờ. Bắt nhốt lại bây giờ. Cái bài trên này nữa rồi. Cái con vịt sim trống này thì to hơn nó không dám dí nè mọi người. Cái mặt con vịt sim trống nó dở chưa. Cái lông mũi nó nhìn xí lông bên kia nè mọi người. Chip. Mấy con này sợ chip chip rồi. Chip sùng quá con ơi. Con về đây con làm bá chủ hả giúp chip. Chip mệt quá, giờ nó đi uống nước rồi. Chip. Chip mệt quá hả con. Ai kêu chí chi để mệt. Hả? Chí chi để mệt. Chí người ta chạy mất tiêu hết rồi. Cạp chơi mình về đây đợi làm má chủ mà lại đi mà lại đi kiếm cái con kia nó dí nữa con chip chip này chip cái con vật sim nó lại sợ con vật sim rồi mọi người giống như con vật sim bự của nó dí cơ. Vài bữa mà mấy con vịt siêu thịt kia mà to nữa là chắc ta thấy chấm dí. Nghe mấy con kia kêu với kia nó chạy nhanh nhanh hơn nó kia. Chắc video tới đây cũng kết thúc rồi. Mọi người nhớ nhấn like và subscribe kênh ủng hộ mình nha mọi người. Nhớ theo dõi mình ra những clip tiếp theo nha. Hẹn mọi người trong những video tiếp theo.